Thiên đường có nối thì tụi mày không muốn đi. Hôm nay tụi mày đã tới đây, nghe rằng bọn mày không còn đôi chân nguyên vẹn để bước ra ngoài. Đại ca, tụi mày muốn tao làm món giả cầy hay chân giò hầm thuốc bắc? Nói, nói, đứa nào muốn được thứ trước? Chị Đại, chị tha cho bọn em. Tối nay em không dám thế nữa. Em không dám thế nữa. Mau, trời đang nắng, em tranh thủ ra tái thóc đi, phơi nắng này nữa tối còn đổ hàm. Anh ra phơi đi. Nhưng bây giờ anh tì à, tôi vừa mới làm nghỉ có tí đấy. Sao, ý kiến gì? Thế để anh ra phơi xong rồi đi bán vậy. Này dâu, mẹ, mẹ khoái cái cách chị chồng của con. Từ ngày có con về, cái thằng này nó hết đường nhầy, nghe lời con cứ gọi là dâm dấp. Không ngờ cái thằng bất trị của mẹ này đã gặp được sư phụ rồi. Có thế chứ, mẹ lại cười con rồi. Ngày xưa cũng tại mẹ không đủ bản lĩnh như con nên cứ bị bố mẹ chèn ép, cả đời phải sống trong ấm ức. Cái thằng Danh này bản chất cũng giống bố nó, nhưng không may cho nó là lại gặp phải đúng con. Tưởng tượng năm đấy mẹ ăn mẹ nhỉ. Mẹ khoái cái vụ này. Thôi mẹ nghỉ ngơi, con vào tranh thủ ngủ tí, đêm qua dậy sớm mổ hai con lợn, giờ con mệt quá mẹ. Con đi ngủ đây, mẹ nghỉ đi. Ừ, con vào làm nghỉ đi. Mẹ sai thì cãi nhem nhảm. Đấy, mày có giỏi mà cãi đi. Sư bố nhà mày chứ. Anh có chuyện gì à? Năm nay đã buôn bán khó khăn, lại suốt ngày gặp cái bọn xã hội đen, ngày nào chúng nó cũng đến gây sự, anh nản quá. Ở chợ đó mình đã buôn bán lâu năm rồi mà họ vẫn làm khó mình à? Cái thằng này nó mới được bầu lên, chẳng lấy mặt ai hết em à? Khó vậy cơ à?
Chẳng nghe nào thương lái được yên ổn. Buôn bán mà cứ như thế này thì chán lắm. Thôi, anh cứ nằm nghỉ ngơi tí đi. Mình cứ buôn bán bình thường, chắc họ chỉ tỏ vẻ ra như ban đầu thôi. Màu ơi, hai thằng đầu gấu nó đuổi em về tận nhà này. Anh cứ đi vào trong nhà đi. Thôi, hai vợ chồng mình vào trong nhà trốn đi. Em bảo anh vào trong thì anh cứ vào đi. Vậy còn em thì sao? Con không vào. Đâu rồi? Đâu rồi? Cái thằng chí phèo đâu? Mày lật tung cái nhà nó lên cho tao. Thằng chó này, tao xem hôm nay nó chạy đằng trời. Nó trốn đâu rồi hả? À, con này mày gan thật. Thằng chồng mày đâu? Mày gọi nó ra đây. Nhanh thằng chồng mày đâu? Nói. Chị đang ăn. Hãy đi ra ngoài chơi đi rồi lát quay lại. Ăn cái con mẹ mày. Thằng chồng mày đâu? Mau gọi nó ra đây. Hôm nay tao xem tụi bay trốn đằng nào. Được rồi, chờ tôi một tí. Đại ca, thiên đường có lối thì tụi mày không muốn đi. Đại ca, chết mẹ rồi. Hôm nay tụi mày đã tới đây, nghe rằng bọn mày không còn đôi chân nguyên vẹn để bước ra ngoài. Đại ca, đời tao đã cắt tiết hàng nghìn con lợn, hôm nay tao muốn xem cắt tiết người nó có giống với tiết lợn không. Này, đừng ra con. Nhưng mà nhà con, kệ đi, rồi mẹ tự khắc nó biết xử lý. Tụi mày muốn tao làm món giả cầy hay chân giò hầm thuốc bắc? Nói. Nói. Đứa nào muốn được thứ trước? Mày hay nhìn kỹ cái mặt tao. Tao là vợ thằng Chí, từ giày về sau tao mà còn thấy đứa nào ra bắt nạt chồng tao thì đừng hỏi tại sao con dao trong tay tao lại đẫm máu, nghe chưa? Chị Đại, chị tha cho bọn em. Tuần này em không dám thế nữa. Em không dám nữa. Nó chạy rồi.
Còn mày, muốn tao làm món gì? Còn không mau cút, chị tha cho em biết rồi, từ nay em không dám thế nữa. Vợ, em ngầu quá, dọa cho hai thằng chạy mất dép luôn. Không ngờ hai thằng này cũng sát gan thật. Cái gì? Vợ đưa anh cầm dao cho. Dâu, con xứng đáng làm đại diện cho mẹ và rửa nhục cho chị em phụ nữ bọn mình. Cứ thế phát huy còn nhá. Mẹ, hai thằng đó nó không là cái gì với con hết mẹ ạ. Con bố nó dám quay lại đây đấy. Mẹ thích cái tính của con đấy. Phụ nữ thì cũng phải vùng lên. Đàn ông là cái gì? Sao mình phải sợ?